Hải Sơn xin chào tất cả các audiophile. Với những ai mà yêu thích thương hiệu Proxy, thích cái dòng loa Anh Quốc và thích một cái chất âm quyến rũ, chắc chắn là không thể nào mà bỏ qua được những cái dòng loa Proxy nổi tiếng như là D2. Và đến nay thì hãng đã nâng cấp lên phiên bản D2R kể từ năm 2019. Và hôm nay sẽ là phối ghép giữa phiên bản D2R với một chiếc âm ly đến từ Ý có tên là Synthesis Roma 510 AC. Và xin mời quý vị các bạn cùng tìm hiểu về combo âm thanh này. Như thường lệ, mình sẽ giới thiệu về đôi loa này trước. Đây là phiên bản nâng cấp tiếp theo của dòng D2 trơn. D2 trơn là họ sử dụng cái tép đom lụa. Thì đây là một cái bước nâng cấp rất là đáng kể. Họ thay thế cái tép đom lụa bằng cái tép ribbon. Cho nên cái hậu tố R chính là ribbon. Thì cái tép ribbon này của Pro-AC là một cái tép ribbon chất lượng rất là tốt. Nó đem tới cái giải tần cao lên tới là 30.000 Hz. Giải tần trầm thì xuống được tới 30 Hz. Là một cái giải đáp ứng rất là rộng. Và cái dòng D2 này nó cao hơn con D1. Tức là D2 này, D2R tính đến hiện tại thì đang là đôi loa bookshelf tốt nhất của hãng Pro-AC tính đến thời điểm hiện tại. Và nếu phân hạng của nó rõ ràng thuộc vào hạng của một cái đôi loa bookshelf high-end. Nó có mức giá tham khảo là 107 triệu. Rõ ràng với mức giá như vậy thì chắc chắn là nó phải hay. Còn nó hay như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp. Cái đặc điểm nổi trội rõ ràng là tép ribbon rồi. Họ sử dụng cái nam châm là Anico. Nam châm Anico ở phía bên trái bên phải, tức là cực Bắc và cực Nam, sẽ nằm cạnh cái phần tép ribbon. Và cái phần tép ribbon là nó sử dụng cái màng nhôm, nhưng được cán rất là mỏng và cực nhẹ. Đấy, nó cực kỳ mỏng và cực kỳ nhẹ luôn, so sánh với sợi tóc người luôn. Và ở đằng sau cái bộ loa tép được treo ở giữa hai cái phần nam châm này là một cái bộ giảm chấn. Tức là cái ưu điểm của tép ribbon nó vượt hơn hẳn các cái tem nhôm, các cái tép nhôm hay là tép đom lụa thông thường. Vì nó có khả năng dao động một cách tức thì với cái tín hiệu âm thanh, âm nhạc đưa vào. Nó dao động cực kỳ nhanh và tức thì. Và cái giải tần của tép ribbon thì thường là nó rất là rộng và nó đáp ứng cực kỳ là chi tiết. Cho nên là nó đem tới một cái âm thanh tất nhiên là vô cùng chi tiết rồi, rất là bóc tách. Mà đặc biệt là cái độ động. Độ động tức là khi quý vị các bạn bật những cái bản nhạc khó, có những cái tiếng nó hoạt động rất là nhanh và nó xen kẽ nhau và rất là nhiều lớp âm thanh trong cùng một cái thời điểm nó phát ra. Nó dễ bị rối với những cái tép đom lụa mà chất lượng thấp. Thì cái tép ribbon này nó sẽ tách biệt được ra từng cái chi tiết nhỏ. Cho nên mình có thể nghe được ra những cái âm thanh mà trước đó mình chưa bao giờ nghe ra trong một bản nhạc với cái việc sử dụng tép ribbon. Và một ưu điểm rất là đáng kể của tép ribbon là cái góc tỏa âm của nó cực kỳ lớn. Nó tỏa âm lớn hơn rất là nhiều so với cái tép đom lụa và cái tép màng nhôm thông thường. Cho nên là cái nó sẽ lan tỏa âm thanh theo cái phương ngang này rất là rộng. Cho nên là cái điểm ngọt của chúng ta nó không bị bó hẹp ở một chỗ. Tiếp tục chuyển xuống, chúng ta sẽ có được một cái loa trung trầm đường kính là 165mm. Họ sử dụng cái vật liệu ở đây là sợi dệt từ, tức là sợi thủy tinh. Đấy, sờ và nó hơi sần sần nhẹ tay. Cái phần núm loa thì làm bằng đồng rất là đẹp. Phải nói là cái núm loa này nó rất là tinh xảo, rất là bóng, rất là đẹp. Ngoài ra là họ sử dụng cái viền cao su rất là bền bỉ. Đây là một đôi loa theo mình thiết kế này có phần là hơi cổ điển. Họ thường cái hãng Pro-AC họ không quá chạy theo những cái thiết kế hiện đại hay đương thời với những cái dòng loa này. Bằng chứng là họ vẫn sử dụng cái cách thiết kế đóng e căng kiểu truyền thống, là sử dụng những cái lỗ nút này và họ để lộ ra những cái vít ở phía mặt trước. Thì cái hãng này là nó tập trung vào những cái củ loa, cái chất lượng gỗ, cái bo mạch phân tần, cái kết cấu thùng loa, chứ họ không quá để ý tới những cái sự hiện đại của cái phần vỏ thùng loa. Họ sử dụng cái lỗ thông ở phía đằng trước và bên trong mình nhìn xuyên qua thì có thể thấy được là cái lớp mút này, mút là rất là chất lượng để phía bên trong. Cái đôi loa này thì chúng ta rất là dễ kê đặt thôi, tại vì nó có cái phần lỗ thông hơi phía đằng trước. Chúng ta chỉ cần sử dụng một cái cặp chân loa phù hợp có cái chiều cao khoảng 60 đến tối đa là 70cm. Thật chắc chắn là hiệu quả rồi. Cái đôi loa này cũng rất là chắc nặng nên luôn luôn có cảm giác rất là tin cậy với những cái đôi loa bookshelf high-end nặng như vậy. Nó nặng lên tới khoảng 10-11kg, cực kỳ là nặng luôn khi mà bê. Một cái đặc điểm rất là lý thú của loa Pro-AC mà Hải Sơn từ những cái năm đầu tiên tiếp xúc với loa Pro-AC là khoảng năm 2010 hay 11 gì đó. Đó là loa Pro-AC có một cái trường âm lùi
một cái trường âm nó lùi về phía sau và nó rất là có chiều sâu và nó tách lớp rất là rõ ràng. Để tận dụng được cái hiệu quả đó thì các audiophile cần phải kéo cái loa này lên cách tường sau. Nói chung cứ kéo lên cách tường sau bao giờ nghe nó cũng hay hơn, có chiều sâu hơn. Thì đôi loa này có cái trở kháng là 8 ohm. Cái độ nhạy của nó là 80 khoảng 89,5 decibel gì đó. Và đôi loa này cần một cái công suất cho âm ly bán dẫn là từ 25W cho tới là khoảng 150W. Và hôm nay Thiên Hào Audio sẽ ghép nó với chiếc âm ly đèn Synthesis Roma 510AC. Đây là một chiếc âm ly đèn hay, nó đến từ một thương hiệu của Ý, được sản xuất tại Ý, nhập khẩu là cũng từ Ý luôn. Và cái chiếc âm ly này nó rất là khỏe, nó chạy mạch khuếch đại là push pull, là đẩy kéo. Đây là một cái mạch nó ưu tiên cho phần công suất, nó rất là mạnh mẽ. Và đồng thời với việc thay đổi các cái bóng đèn, chúng ta sẽ hòa hợp được, như là chúng ta sẽ có được cái độ khỏe nhất định để kéo loa khó đánh và có được một cái chất âm ngọt ngào theo kiểu đèn. Và ngoài ra còn thay thế được những cái loại bóng khác nhau. Nó có mức công suất nhé là 80W x 2 đối với trở kháng 8 ohm. Đây là một mức công suất khá là mạnh đối với một chiếc âm ly đèn. Và với cái mức công suất này, chiếc âm ly này có thể trị được rất là nhiều các đôi loa Buxell high-end. Nó sẽ cho âm thanh khỏe khoắn chi tiết và đồng thời có cái độ ngọt ngào của đèn. Nếu mà về cấu hình bóng, ở đây chúng ta sẽ xem là nó sử dụng bóng gì. Ở đây là họ sử dụng bóng KT88EH, bóng được sản xuất tại Nga. Chính vì sử dụng KT88 cho nên nó đạt được cái công suất là 80W đối với cái trở kháng là 8 ohm. Còn nếu sử dụng L34 thường công suất nó sẽ nhỏ hơn. Ngoài ra là họ sử dụng cái bóng đầu vào bóng lái, là sẽ sử dụng là cấu hình là hai bóng 12 AX7 và 12 BH7. Đấy là cấu hình bóng. Ngoài ra còn một số thông tin bổ sung nữa là những cái linh kiện bên trong đương nhiên là tốt rồi. Nhưng mà họ, những cái biến thế xuất âm ấy là họ tự sản xuất, họ tự quấn. Biến thế xuất âm, biến thế nguồn rất là chất lượng. Tại vì muốn để cho cái bóng phát huy được cái năng lực của mình thì quan trọng nó lại ở biến thế xuất âm. Chính vì thế mà họ tự quấn để kiểm soát cái khâu chất lượng đấy được hiệu quả nhất. Họ tự làm cái điều đó. Và ngoài ra để mà ghép hay thì chúng ta có thể ghép thêm với cả một cái đầu đĩa đến từ thương hiệu Roma luôn, là Roma 14DC Synthesis. Cũng là đồ của cái hãng này và tại Ý hết. Mình thấy hãng Synthesis này, nghe qua một số dòng sản phẩm của họ thì thấy có một cái ưu điểm là cái âm ly của họ cho được một cái tiếng nó có độ tinh tế nhưng mà nó cũng rất là khỏe. Và cái độ uyển chuyển cũng rất là cao, cái độ động cực kỳ tốt. Và độ động tốt kết hợp với chép ribbon thì chắc chắn là sẽ có cái màn trình diễn âm thanh không bao giờ lo mà bị rối cả. Vì hai thiết bị này, từ nguồn phát, từ âm ly cho tới loa đều có khả năng thể hiện độ động âm thanh rất cao. Thì chúng ta có quyền hy vọng vào cái màn trình diễn âm thanh nó sẽ có độ chi tiết, độ trung thực rất là cao và cái độ động cũng như vậy. Và loa Prezi thì từ năm 79 họ có một cái câu slogan là âm thanh trung thực tự nhiên tuyệt đối. Chính vì vậy mà loa Prezi cho âm thanh rất là thanh thoát với cái phần giọng hát trung âm này rất là đẹp. Xin mời quý vị các bạn cùng thưởng thức những cái bài nhạc được thể hiện bởi hệ thống này. When you feel like hope is gone, look inside.
hồn ta bay cao. Từ vào cuộc vui đã chấm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá ta tươi. Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn úa, mai một xa cuộc vui chẳng còn mong những ngọt bùi. Từ đây xa rời đôi cánh tay mơ, từ đây giã từ lời nói điêu hoa, từ đây chỉ còn lại mình ta, già thêm tuổi chia xa tiếc cho ngày đã qua. Cuộc tình vừa xa xác thân đâu dã rời, nhưng một lần này thôi để rồi từ nay yên vui. Cuộc đời buồn tanh nên lẻ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần. Rất nhiều người chơi loa Prodigy lâu năm thì đều khẳng định rằng loa Prodigy cho âm thanh rất là tinh tế và đặc biệt hay khi bật các cái ca sĩ giọng nữ. Điều đó là hoàn toàn đúng, Hải Sơn hoàn toàn công nhận điều đó. Và rõ ràng qua màn trình diễn vừa rồi thì các bạn có thể thấy được là âm cao rất là đỉnh bởi Tep Ribbon. Và cái phần giọng nữ thì vô cùng là thanh thoát và những cái nhạc cụ nền thì hiện lên rất là rõ nét. Tất nhiên là nghe qua YouTube thì nó sẽ có hạn chế, nhưng mà nếu quý vị các bạn đến đây Thiên Hào Audio nghe thì sẽ cảm nhận được nó như lời Hải Sơn nói vậy. Quý vị các bạn nếu thấy thích clip này thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Thiên Hào Audio để luôn được đón xem về những bộ sản phẩm âm thanh hay nhất, hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.